Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay cũng theo yêu cầu của anh em thì anh em cũng comment hỏi mình khá là nhiều về cái dòng xe này. Đó là dòng xe của dòng Benelli anh em nhé. Benelli thì hiện tại thì có những dòng tại cửa hàng như có dòng Benelli 251 và Benelli 302. Hiện nay thì xe dòng 351 với 2 5 251 với 302 thì này giá khá là mềm luôn. Nói chung là gọi là thanh lý mới đúng. Giá cực kỳ mềm luôn. Anh em mà đang thích cái dòng này, tiền ít thịt nhiều, có thể là tham khảo video này ha. Rồi thì mình sẽ đọc địa chỉ cửa hàng ha. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Mô Tô, địa chỉ số 5, đường Lý Thường Kiệt, Gia Lâm, Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092770 và thứ quý 8 nhé. Còn anh em mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn thì có thể là liên hệ trực tiếp với cửa hàng để hỏi kỹ hơn về cái dòng xe như là giá cả xe hay là giấy tờ xe. Thì tất cả các dòng xe tại cửa hàng thì giấy tờ là đầy đủ hết cho anh em ha. Còn anh em rút hồ sơ hoặc sang tên gì đó có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng để cửa hàng sẽ tư vấn thêm cho anh em ha. Đấy, còn anh em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình một đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết để cập nhật kỹ hơn về cái dòng xe này cho anh em tham khảo ha. Rồi, ok. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi đến cái dòng 302 đi ha. 302 thì hiện tại cửa hàng có dòng như là 302 thường và 302S nhé. Đấy. Thì hôm nay thì mình cập nhật một số con 302 cho anh em. Nói chung là dòng Benelli ha. Rồi thì đây là chiếc Benelli 302. Hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết hơn cho anh em. Hôm trước thì mình có lướt qua thôi. Hôm nay sẽ chi tiết hơn, cận cảnh hơn cho anh em ha. Đấy. Thì chiếc này thì mình thấy là cái dàn mũ ở ngoài này, cái dàn mũ ốp ở ngoài thì đã bỏ hết rồi. Đấy. Và đổ lại cái khung sườn phía sau. Nói chung là nó gọn gàng hơn anh em ạ. Đó, nó gọn gàng hơn. Nếu anh em mà thích cái sự gọn gàng này ha, đấy, thì có thể là tham khảo con này. Đó. Thì chiếc này cửa hàng bán giá siêu mềm luôn. Nó là giá này gọi là thành lý luôn đấy. 36 triệu 9. Đó. Con này đăng hay cái 2016 anh em nhá. Biển 70. Đấy, 302, 300cc. Nó có 36 triệu thôi. Đó, cái dòng này thì nó là của hãng Benelli của Ý nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Rất nhiều anh em chơi xe cũng đã biết cái dòng này rồi. Nó sẽ ngon hơn cái dòng xe tàu khác anh em nhé. Đó. Ok nha. Chiếc này thì cái khung sườn phía sau này là được đổ lại anh em nhé. Phía sau này. Đó. Rồi, đây thì có lên một số như là ốc này, ốc màu kiểu titan. Rồi, đầu đèn thì mình cũng thấy là đã đổ lại rồi anh em nhé. Đầu đèn con này thì đã đổ lại rồi. Nói chung là cái kiểu xe này chủ xe muốn đổ lại theo kiểu cổ điển này. Đó, đèn pha, đèn đèn tròn kiểu halogen. Đây có trang bị thêm cái cặp đèn trợ sáng này. Đó, đây có đèn báo nữa này. Cái dòng này thì nó ở động cơ hai máy, tính máy thì nó rất là hay luôn. Con này thì bô độ nhưng mà vẫn còn giữ lại bồ hơi zin anh em nhé. Đấy, đĩa trước là hai đĩa này, thuộc upside down. Cực kỳ hầm hố. Tay thắng tay côn cũng là tay thắng đồ chơi. Tay thắng tay côn Racing Boy. Nói chung và với cái số tiền này anh em mua con này cũng khá là hợp lý rồi. Giá mềm ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nổ máy cho anh em nghe tiếng máy con này nhá. Nói chung là ở trong anh xem video có thể là không nghe được tiếng máy đâu. Thì qua cái mic á. Con này thì odo là 30.000 cây thôi. Đó. Nó vẫn đang giữ bồ hơi zin nên mà tiếng máy nghe thì thầm lắm. Em ru à. Đó, lên cái bộ đồ chơi. Động cơ hai máy. Đó. Siêu mềm, chỉ có 36 triệu 900 thôi, đăng ký 2016. Đó. Chung là bỏ bớt một số cái ốp mũ bên hông á. Nhìn xe nó gọn gọn, gọn gàng lắm. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi đến cái dòng 251 nhá. Dòng 251 của Benelli thì nó cũng rất là mềm thôi. Con này thì biển 75 này.
biển 75 anh em nhé, có lên cái khung khung đựng đồ, không cái khung này là khung lắp thùng này đó, với cái ba ga sau đó này. Con này thì mình thấy có lên đèn chữa sáng này, khung chống đổ này đó, chống đổ đèn chữa sáng, gù nâng ghi đông. Con này thì giá chỉ có 32 triệu thôi em nhé, 32 triệu là sở hữu một em Bentley 251 đó, dòng phân khối lớn, đăng ký 2018 nhé, biển 75, giá 32 triệu 9 thôi, siêu mềm luôn cho anh em ha. Con này thì trước thì nó cũng cái một đĩa thôi, còn anh em muốn lên hai đĩa cũng được nhé, vì cái bát đây có sẵn đây, vì cái dàn chân trước thì nó cũng giống như bồng 302 ấy, nhưng con này thì nó không có cái bát, không có con cái đĩa bên hông này thôi. Nếu như muốn lên đĩa thì con này cũng dễ, rất lễ lên đó. Con này thì nó chỉ có động cơ một máy thôi em nhé, 251 động cơ một máy, giá siêu mềm 32 triệu 9 thôi. Có lên tay thắng tay côn đồ chơi này, ô đô thì con này đi 42.000 ha, 42.000 cây. Con này phải bóp bóp côn nè, bóp côn mới nổ máy được anh em ạ. Bóp côn thì lại gá chân trống hay sao, tại mà cầm một tay á nên hơi khó nổ máy xíu đó. Bentley 251 nhá. Nhìn về hai cái dáng xe thì hai con này thì cái dáng xác xe nhìn nó cũng tương đồng nhau anh em ạ. Con 302 thì cái động cơ nó bự hơn xíu thôi. Rồi thì mình sẽ đi xuống bên dưới để cập nhật một số con 302 và 302S bên dưới này cho anh em ha. Đây, xe thì rất là nhiều luôn, có cả CB300 với lại GMX Mark 300 vẫn còn anh em nhé. Con này 61 triệu không biết có báo giá cho anh em rồi. Thì đây cũng là một em Bentley 302, con này cũng đời 2016 nhá, giá con này chỉ 46 triệu 900 thôi. Con này biển 84 à, biển 84. Chiếc này thì mình thấy chỉ có cắt đuôi sau thôi, còn đâu là xe zin hết em nhé, lên chống đổ này, lên cây bô. Bentley 302, nói chung là dòng này thì kiểu dáng nó cũng hầm hố với lại giá cũng mềm. Bị số 84 này. Ô đô thì cũng đi 41.000 này ha, 41.000 cây. Sao nó không lên nhỉ? Chắc phải bốc côn đi ta. Một tay hay thì hơi khó nổ máy một xíu. Đó. Bentley 302 ha. Cho lên bắt biển số nó gầm. Xin nhan đồ chơi chống đổ với cái bô Leo Vin. Đó. Rồi bên này thì có 302S này, 302S thì con này thì mình thấy là xe zin từ đầu đến đuôi. Đó, anh em thấy đuôi zin này, con này như đã cắt đuôi này. Cắt đuôi sau ha. Đuôi sau con này thì đời 2018 đang rút hồ sơ, giá nữa là 72.900.000 anh em nhé. Thì cái dòng 302S thì nó có trang bị thêm là ABS này, ABS trước sau với lại đèn này. Đầu đèn của nó thì thiết kế ngầu hơn với lại đồng hồ full LED. Đó, động cơ thì nó cũng động cơ hai máy thôi, kiểu dáng thì nó cũng không khác gì lắm, chỉ khác mỗi cái ABS này, đầu đèn này, đồng hồ đó, chỉ vậy thôi anh em, đời mới hơn đó. Rồi thì hôm nay thì chủ yếu là cập nhật báo giá cho anh em một số cái dòng xe như là dòng Bentley 302, 302S, 251 cho anh em tham khảo ha. Cái dòng này thì tiện ít thịt nhiều. Đây,
Rồi. Còn anh em muốn thêm thông tin chi tiết hơn thì có thể liên hệ cho cửa hàng. Cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn và tư vấn kỹ hơn cho anh em ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng một lần nữa cho anh em có thể ở gần, có thể là để trực tiếp đi xem xe nhé. Địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gian Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092 770 và 448 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu cho đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe mọi miền tổ quốc luôn. Nếu anh em cần thông tin thêm xe gì thì có thể liên hệ cho cửa hàng hoặc là comment bên dưới cái phần video này thì mình sẽ làm video để báo giá cho anh em ha. Còn anh em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review báo giá dòng xe khác cho anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.